Vấn đề là như thế. Điểm năm 16-11 nha mọi người. Hay. Hay. Ok. Đúng rồi anh ơi, chung kết. Bom, vẫn lên. Cháy rất khỏe, ngon rồi. Vẫn còn. Sẽ có đùng bắt cho đôi thủy sản mình. Bỏ cầu rất tỉnh táo. Vẫn qua, cảm giác quá tốt. Sao nào bảo thất tiếng vậy? Ui, khéo thế. Đặt lại kìa. Hơi cao. Bắt bài ngang, bắt nhanh. Điều cầu hay quá. Ui, đặt ba man. Đấy, gạch đấy anh em. Anh em vào nhặt gạch đi. Ui. Điều số 46. Đấy, ông kia chắc. Bom. Ui, ui. Tay chặn cầu ngang của tay vợt áo đỏ khá gọn. Thủ tay hay quá. Ui. 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 Điểm số 60. Điểm số 116. Một pha bắn cầu. Wow. 8-12. Ui, lát léo ghê. Nghe cầu ngoài sân. Ui, quá nhanh. Thế nên là năm nay khán đài mới ít hơn mọi năm nhiều như thế. Điểm số 10-15. Đặt hay thế. Ui. Công nhận là Hùng thấy đôi Mizuno của hai người ngang phèo với đôi áo trắng luôn. Đôi 8-12 nha mọi người. Đôi 19-12. Cầu ngoài. Lối xe đầu thứ hai. Hy vọng xe này hay hơn. Ôi thế giới quá. Ui. Điểm số 20. Ui. Bắn một quả hay thế nhỉ. Điểm 2 đều. Ui. Quả đẹp. Trên lưới quý vị khán giả không xin được quá sự kiện mời vào cái phim công nghệ đấu. Xin các bạn lưu ý quý vị khán giả hơi cao. Không qua lưới. Điều 63. Hay rồi. Đừng bỏ đánh tiếp đi. Điểm 93. Phát kìa. Cảm ơn anh Trần Cảnh nhá.
số 14. Chẳng rất hay. Được khét nhờ. Bỏ chính xác. 15 triệu trả đủ tiền máy bay thì nhà nghỉ. Số 127. 2 ông kia díu với nhau thế. Tạm nhập tịch ổn đi nhỉ. 2 ở trong sân. Còn đơn với đôi nam nữ 12-16. Hơi cao. Cao anh nhẹ. 2 tỷ nhanh cao thì nó tỷ chết thôi. 18-12 rồi. Còn đôi nam nữ và đơn nam anh ơi. 15-19. Rồi. Bom. May mắn quá. Số 10. Rồi. Tùy hôm nào khỏe thì đánh được. Rất nhanh. Thực ra anh có đi học cầu đâu, anh toàn tự tập mà em. Số 34. Lại chuyển rồi đấy. Cam mình có động gì đến đâu sao nó mờ này. Hay là do nồm, hay là do nồm nó bốc hơi lên. Máy nóng ấy, máy nóng đúng rồi. Có khi do nồm đấy. Nên ra nó sẽ mờ thế. Đài Loan nó ở chiều cao tốt đấy. Chúng ta nước khác có tốt không? Bao nhiêu năm nay Hùng lai giải Sipucha rồi. Thì Đài Loan sang bao giờ cũng dáng cực đẹp. Vẫn lên kìa. Ra điểm 76. Hơi cao. Máy chưa bị phản. Rồi. Máy tay đánh như máy. Điểm 98. Đấy, nhất như những con ông đi đánh không có giải thì lỗ như thế nào. Ôi vẫn lên kìa, ảo đấy nhá. Không, trong thành phố Hồ Chí Minh thì anh em ở thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu. Giải quốc tế đánh cầu dân đếch mới chuẩn. Thì hay quá. Đi với cả cúp học này rất ok nha. Đấy là học nâng cao, nhưng học cơ bản thì nói chung là 15-18. Ê, nhanh thật.